Nga, giới thiệu tên lửa hành trình thế hệ mới tại AMI 2023. Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 2023, AMI 2023, đang diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moskva. Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật KTRV của Nga đã giới thiệu mẫu tên lửa hành trình KH-69 thế hệ mới có khả năng tàng hình. Một thông cáo cho biết, lần đầu tiên giới thiệu tên lửa hành trình lắp trên máy bay thế hệ mới KH-69, được thiết kế để sử dụng trong chiến đấu như một phần của hệ thống vũ khí và tên lửa dẫn đường không đối không RVV-MD2, đảm bảo tiêu diệt các mục tiêu trên không bất cứ lúc nào trong ngày, từ bất kỳ hướng nào. Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga trưng bày hơn 90 hiện vật tại AMI 2023. Đầu tháng 8, đại diện của công ty Vinpearl NPO, công ty con của tập đoàn nói trên, cho biết tên lửa tầm ngắn RVV-MD2 đã được chế tạo dành cho chiến đấu cơ su 57 thế hệ thứ 5 của Nga. Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Trước đó, hồi tháng 9 năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật Vladimir Obosov cho biết bề mặt tán xạ hiệu quả của tên lửa KH-69 đã giảm nhờ sử dụng vật liệu mới. Tầm bắn tối đa của tên lửa đạt 290 km khi mang đầu đạn nặng 310 kg. Tên lửa KH-69 được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định có tọa độ đã được xác định rõ. Tên lửa hoạt động dựa trên sự kết hợp của hệ thống định vị quán tính ISN, hệ thống định vị vệ tinh và thiết bị quang điện tử. Tên lửa có thể được trang bị đầu đạn nổ xuyên giáp hoặc đạn chùm nặng từ 300 đến 310 kg. Hai loại đầu đạn này sẽ cho phép tên lửa nhắm đến nhiều mục tiêu, trong đó có cơ sở thông tin liên lạc, công nghiệp, vận tải, đạn dược và các cơ sở hạ tầng quân sự khác như sân bay, kho nhiên liệu và các mục tiêu hải quân. Đầu đạn chùm có thể được sử dụng để tiêu diệt các đội hình thiết giáp, tên lửa, thông tin liên lạc và phòng không của đối phương được triển khai trên chiến trường. Tên lửa này có mặt cắt ngang hình chữ nhật, được tích hợp vật liệu hấp thụ radar để gia tăng khả năng tàng hình. Nó có thể được đặt trong khoang chứa vũ khí bên trong của máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi Su-57 thuộc thế hệ thứ 5. Cánh của tên lửa có thể gập gọn lại cho phép nó phát huy khả năng tàng hình mạnh mẽ hơn sau khi được phóng từ máy bay. Ngoài tính năng nêu trên, KH-69 có thể bay ở độ cao thấp từ 50 đến 300 mét để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương mà không bị phát hiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.